Nẹp góc ngoài này sẽ là nẹp cải tiến hơn so với nẹp V. Thì khi thi công mình chỉ cần ghép lại các tấm lam sóng với nhau. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Codemod Việt Nam. Qua các video trước, bên Codemod Việt Nam đã lên cho các anh chị về cách thi công lắp đặt hoặc là hướng dẫn về tấm ốp Codemod ngoài trời. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ tiếp cho anh chị về cách thi công tấm ốp Codemod ngoài trời đi cùng với các loại phụ kiện để anh chị biết thêm được tính năng sử dụng của từng loại. Tấm ốp Codemod ngoài trời đang được sử dụng rất phổ biến hiện nay nhờ có nhiều đặc tính ưu điểm, đó là chịu được mối mọt, cong vân, thời tiết và độ bền sản phẩm trên 20 năm. Tấm ốp ngày càng được sử dụng rộng rãi và đáp ứng được mọi nhu cầu về trang trí ngoại thất. Thi công tấm ốp Codemod ngoài trời chúng ta bắt buộc phải có hệ khung xương. Hệ khung xương sẽ giúp cho tấm ốp Codemod ngoài trời chịu được mọi tác động của thời tiết bên ngoài và tạo độ chắc chắn cho công trình khi sử dụng ngoại thất. Tấm ốp Codemod ngoài trời đã được tích hợp sẵn hèm dương và hèm âm. Khi thi công chúng ta sẽ sử dụng vít inox để bắn vào cái hèm của nó tiếp xúc với hệ khung xương. Rồi tiếp tục lắp những tấm còn lại. Sau khi mình ốp xong, mình sẽ sử dụng thân nẹp V. Thì mình phải bôi keo vào thân nẹp và sử dụng súng bắn đinh để bắn lên bề mặt của thân nẹp để che các cái đầu lộ ra của tấm ốp. Về phần tấm ốp có bốn ngoài trời, ốp tường hoặc là ốp cột, ốp cạnh cột, thì trước đây khi thi công ở những vị trí góc cột tiếp xúc góc vuông thì mình sẽ sử dụng nẹp V để che đi các đầu của tấm vén, tạo điểm nhấn cho góc cột, góc tường. Thì hôm nay bên Codemod em lại tiếp tục về thêm một dòng sản phẩm, đó là dòng nẹp góc ngoài. Dòng nẹp góc ngoài đã được tích hợp sẵn hai rãnh hèm âm. Thì khi thi công mình chỉ cần ghép lại các tấm lam sóng với nhau, nó sẽ cho ra một cái mặt phẳng vuông góc và thẩm mỹ. Nẹp góc ngoài này sẽ là nẹp cải tiến hơn so với nẹp V. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta ốp cột, ốp tường nó sẽ được đẹp hơn. Và cái rãnh của nẹp góc ngoài này cũng vừa bằng với cái rãnh sóng. Vừa rồi thì em cũng chia sẻ cho các anh chị về cách lắp đặt tấm ốp Codemod ngoài trời và sử dụng của từng loại phụ kiện khi mình áp dụng vào công trình thực tế. Anh chị hãy bấm follow kênh Codemod Việt Nam để đón nhận những video tiếp theo. Em là Toàn đến từ Codemod Việt Nam.